Let's see, hey, what is wrong, hey? Look at it, hey. Oh, coin. Oh, coin. Oh, see, oh, green gold. Hi, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã đến với videos của Út Nhỏ Kali. Ngày hôm nay Út Nhỏ có một câu chuyện. Câu chuyện này Út cảm thấy nó khá là thú vị. Út muốn share và kể lại cho quý cô chú anh chị nghe cuối tuần cho vui. Một câu chuyện lạ nhưng nó là một câu chuyện thật. Út cảm thấy như những cái gì mà trong cái video clip này Út chuẩn bị đăng lên cho quý cô chú anh chị coi thì nó chỉ có thể xảy ra trong phim thôi. Nhưng mà Út không ngờ là Út có cái hân hạnh để mà trải nghiệm và chứng kiến những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Mà mấy cái anh thợ xây này đã quay lại cho tất cả mọi người cùng tham khảo, cùng coi. Út nhỏ có một người anh làm nghề construction, ảnh chuyên xây dựng nhà cửa, đặc biệt là xây ADU với lại tân trang nhà cửa. Thì đây là một câu chuyện của anh kể lại cho Út nhỏ nghe. Câu chuyện bắt đầu từ một cái project, một cái công trình mà ảnh nhận được là đi xây ADU cho một chủ nhà. Út chỉ có thể nói sơ là gia đình người nước ngoài. Ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Cái kế hoạch của họ là đập bỏ cái patio ở sau nhà cho nó gọn luôn để họ có thể xây móng nhà cho một cái nhà mới. Không có phải ai cũng có duyên để mà trải nghiệm, để mà chứng kiến những cái mà nó đã xảy ra trong cái video này mà Út nhỏ chuẩn bị cho cô chú anh chị coi. Phải nói là đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt mà Út nhỏ được độc quyền share và kể lại cho quý cô chú anh chị nghe. Và Út nhỏ đã được sự cho phép của chủ video đăng lên kênh của Út nhỏ Kali. Trong cái quá trình đập cái patio ra thì họ thấy một cái hầm được kèm theo là một cái ổ khóa khá là to. Cũng không có ai ngạc nhiên gì hết đó. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Ở nhà ở Mỹ có cái hầm ở dưới là chuyện rất là bình thường. Mọi người chỉ nghĩ là chắc trong đó có giấy tờ hoặc là có những cái gì quan trọng của chủ nhà, cho nên họ mới khóa như vậy thôi. Mấy cái anh thợ xây nhà cưa cái khóa và được sự chứng kiến của tất cả mọi người thì họ cưa cái hộp đó ra. Thì cũng không ai nghĩ là cái gì quan trọng. Thì trong cái hầm đó, họ lại thấy một cái hộp sắt. Cái anh thợ thầu hỏi cái này có phải là của gia đình chủ nhà hay không? Thì chủ nhà nói là người ta cũng dọn về đây ở mới có mấy năm thôi. Thì mấy cái này là họ không biết là của ai hết. Nhưng mà chỉ có chắc chắn là không phải của họ thôi. Cái lúc mà họ bắt đầu mở cái hộp ra thì mắt ai cũng sáng to lên và ai cũng giống như là very excited, muốn biết ở bên trong nó là cái gì. The moment we get up on the safety bar, whatever you see is just like this. Let's see, hey, what is wrong, hey? Look at it, hey. So? Oh, oh. The wallet. Oh, Rolex, Passport. Không phải à, không phải. Yes, Rolex. Okay, what is this? Hey, heavy, maybe the phone. Oh, yeah, the hey, go. Oh, inside. Oh, tiền kìa. Yeah, go inside.
see. But I don't want her in here, huh? Oh, why? See. Oh, yeah. Okay. Oh, there's water. Lots in here. Maybe this one valuable. Okay, pull back on. Oh, yeah. No. Oh, what? Rolex. Oh, Rolex. Yeah. Oh, this one cracked. Oh, no, no. Water inside. Water inside. Oh, yeah. Water inside. Hey. Yeah. Yeah. Diamond. It's a ring, diamond ring. Diamond ring. Yeah. Oh. Okay, look in here. See. Hey, look. Còn đi, còn tối kìa. Hey, hey, look. Oh, for sure, this is a room. Hey, look, look, hold, hold on. Hold on to this, hey, look at this. See. Thấy là ngoài. For sure, it's cool. For sure, man. See. Cool. Coin. Cool coin. And gold. See? Gold. Green gold. Gold. Okay. Another gold, too, I think. No, the ring. Well. Wedding ring. Mình cưới rồi. Wedding ring. Oh, see. I told you. Some valuable here. Ring. Ring. Another ring. Oh, two. Okay. Yeah, see. Rồi cái hộp còn ra dưới kia còn cái hộp đâu kìa. This one too, this one too. This one too. See, necklace and ring. Này silver. So silver, this gold, gold. Maybe, yeah. Maybe. Gold, thank you. 14 karat gold. Something here, an earring.
Ok. Đổ nước đi. Đổ vô hố rồi cha. Hả? Đổ vô hố á. Ấy trời ơi. Ok. Cảm ơn cô chú anh chị đã coi video ủng hộ cho Úc. Hẹn mọi người video tiếp theo. Xin cho mình một like và bấm subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người.